Hello, xin chào mọi người. Thì sau khi mà tôi làm một cái thao xì kim khổng lồ đó, thì bữa nay tiếp tục các bạn yêu cầu trên TikTok là làm một cái thao Pepsi đó, nên là tôi sẽ bắt đầu get go. Do là hiện tại chỗ tôi trời mưa mọi người, nên là năm tôi sẽ quyết định đi vô nhà và bào nước đá. Ok, đợt này là cái thao Pepsi khổng lồ. Ok mọi người, do là trời mưa nên là tôi di chuyển vào đây làm nha mọi người. Đầu tiên là vẫn là cái thao. Thì đây là 24 chai Pepsi. Ok, thì bữa nay vẫn là cái đồ bào nha mọi người. Đâu, mình test thử bật lên cho anh em mình. Ok, đó, nói chung là vẫn còn hoạt động được nha mọi người. Ok, thì còn đây là nước đá đó, tôi có chuẩn bị sẵn. Ok, rất là nhiều luôn mọi người. Thì clip này rất là đơn giản mọi người, giống như clip mà tôi làm cái thao xì tin khổng lồ á, chỉ cần bào vô rồi để vô cái thao rồi bắt đầu chế xì Pepsi vô nha. Ok, thì đây là công đoạn đầu tiên, nó rất là đơn giản. Bỏ vô, bật máy. Ok mọi người, thì clip này là mình sử dụng cái thao này là cuối cùng nha. Nữa mình sẽ bắt đầu nâng cấp cái thao lên nữa không. Nói chung là càng ngày là cái thao này sẽ càng bự nha mọi người. Trước khi vào video á, mọi người có những cái ý tưởng nào hay về những cái món ăn khổng lồ á, mọi người nhớ bình luận bên phía dưới. Ok, còn bây giờ thì mình sẽ bắt đầu vào video thôi. Let's go. Lại đây, nãy giờ tôi chờ lâu lắm rồi đó. Ok mọi người, hiện tại đang làm nửa chừng thì cái này nó nóng tiếp tục rồi. Đâu gờ thử em mình coi nóng không. Đó, quan trọng ở đây nè. Hơi nóng nóng. Sao nóng không? Dở điện thoại em xíu à. Dạ. Yeah. Chào, bây giờ cũng hơi nóng nóng rồi nên là mình sẽ cho nó nghỉ mệt xíu. Đó, tiếp tục sẽ làm nữa mọi người. Ok. Thì từ nãy giờ tôi bào được cả nửa hùng rồi mọi người. Đó. Thôi, chào, bây giờ trong đây rất là tuyết nha mọi người. Rồi, ra luôn mấy đứa ơi, ra luôn. Hiện tại là trời mưa rất là lạnh mọi người, nên là phải đem ra ngoài mưa uống nó mới đã. Ok. Ok mọi người, hiện tại bây giờ trời đang mưa lâm râm mọi người. Hiện tại giờ rất là lạnh luôn, nên là tôi sẽ bắt đầu làm một cái thau Pepsi hả để mà uống. Ok. Hiện tại giờ rất là lý tưởng mọi người. Thì đầu tiên là tôi sẽ để nước đá gì ta? Nước đá cục vô trước. Đó, để mà giữ nhiệt mọi người. Hiện tại nước mưa rồi đó. Không sao. Vẫn bình thường, nước mưa mà. Đây hiện tại còn dư một ít nước đá cục nha mọi người. Thời tiết hiện tại đang là mưa mọi người, nên là rất là lý tưởng để cho tôi làm cái clip này. Ok mọi người, và bây giờ mình sẽ bắt đầu để đá tuyết nha mọi người. Đó, hiện tại là nguyên hùng luôn, mấy đứa đem qua cho anh. Đúng rồi. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu để đá tuyết vô lẹ luôn rồi. Đó. Tại vì mình sợ nó rất là tan nha. Rất là tan luôn. Đây. Đây. Nghe khói luôn kìa. Đây. Ui. Khói rồi. Ok. Ui. Ui. Chán đều nha. Ôi. Ok. Ok mọi người, và bây giờ chỉ còn bước cuối cùng thôi. Mình sẽ bắt đầu bỏ Pepsi. Ok, rất là đơn giản. Ok, đây, cho anh mở. Ok mọi người, đây là cái lon đầu tiên. Ok. 1 2 3 vô. Ok, tiếp tục nha mọi người. Ok mọi người. Đây. Ok, 1 2 3 vô. Vô. Ba. 1 2 3 vô. Ok mọi người, hiện tại bây giờ là còn 4 chai nữa. Anh sẽ khui cho 4 đứa nha. Rồi. 1 2 3 vô. Ok. Ok mọi người, thì từ nãy đến giờ tôi làm thì cuối cùng cũng có kết quả. Đây, hiện tại là đá bào Pepsi mọi người. Đây, nói chung là nước nó dồn qua đây quá trời luôn nè. Ok mọi người, thì trước khi mà tôi hưởng thức á, mọi người có những cái ý tưởng nào hay thì nhớ bình luận bên phía bên dưới để mà clip sau tôi còn làm những cái clip hay hơn nữa. Ok, còn bây giờ tôi sẽ bắt đầu hưởng thức thôi. Bây giờ tôi sẽ múc cho mỗi bạn một ly nha mọi người. Thì luật lệ vẫn như cũ nha. Mấy đứa sẽ hưởng thức không? Mỗi đứa một ly. Rồi sau đó sẽ bắt đầu thử thách. Hiện tại bây giờ là trời mưa phải không? Hiện tại bây giờ là -150 độ. Đây mọi người. Rồi ai. Đúng như luật lệ là mỗi bạn sẽ được một ly. Đó, sau khi mà hưởng thức hết một ly xong mình sẽ bắt đầu vào trò chơi mọi người. Và hình phạt vẫn như cũ. Thua thì như nào mấy đứa? Phóng xuống hầm. Tại bây giờ là trời mưa. Mà uống cái này lạnh phóng xuống hầm này. Oh my god. Phời lắm luôn. Phời lắm luôn nè. Kiên, để tới bên không?
có chắc pin đâu mà đấy. Bờ còn tỉnh mọi người, còn tỉnh nha, tính vụ rồi mà còn tỉnh. Thì sau khi mà làm cái clip Pepsi nữa mọi người, thì cái hao này tôi sẽ nâng cấp lên. Đó, từ từ clip sẽ nâng cấp mọi người, cái hao nó sẽ bự hơn. Rồi mấy đứa cầm lên lên mấy đứa. Vô. 1 2 3 vô. Gà khỏi luôn á. Đây, quay cái hao mọi người coi nè. Đó, hiện tại Pepsi nữa. Rất là nhiều luôn rồi. Bữa nay không làm bỉ nhưng mà làm núi luôn. Làm núi luôn rồi đây. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu vào trò chơi mọi người. Trò chơi nhập rất là đơn giản. Cái gì đang chở? 1 2 3. Tôi sẽ tiêu diệt thằng Kiên trong clip này. Tao chịu luôn. Có anh. Chính anh sẽ tiêu diệt thằng Kiên. Tụi bay coi anh đi. Được, em cho anh 10.000. Lớn quá, lớn quá. Không, anh không có giờ giờ dùng tiền đúng không? Anh chơi danh dự, hứa ba đứa luôn. Thì tại bây giờ là còn 4 người mọi người. Ba người uống xong, mọi người cuối cùng sẽ có 1-2 phút. Rồi, ba người còn ba người. Đó, chiến thuật nè mọi người, coi chiến thuật nè. À, xuống. Xuống luôn nè. Lạnh quá. Chán quá, chán quá. Chán quá, chán quá. Chứ. Còn miếng kìa, uống vô hết luôn. Anh dễ tầm 2 ly nữa là lên máu. Trời lên rồi. Ra 2 phút nha. 2 phút dành cho Nam. Tay chân bụng đúng rồi. Tay chân bụng đúng rồi. Cỡ xíu hả? Mới 15 giây à. Bình thường. Mới 15 giây mọi người. Ok, xong. Đơn giản, vòng 1 rất là đơn giản. Ok mọi người, và bây giờ mình sẽ tiếp tục vòng 2. Ai trước, ai trước. Vô kìa. Tay gung nha, bắt đầu tay gung nha. Ok mọi người, và bây giờ tiếp tục vòng 2, 3, 2, 1, get go. Nhi thôi. Anh không muốn đứng chung gì kì. Đứng như nó nản quá. Vô. 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 Kẹt dạ đúng cái cười hai anh em luôn rồi. Xong. Này, bình thường. Cái này phải 6 người kia mới được. Được không? 5. Trời ơi quá chết. Rồi 6 giây. Ok mọi người, và bây giờ là vòng thứ 3. 1, 2, 3. Let's go. Cái gì vậy? Mắc lắm chứ. Không sao. Mấy hóp rồi, một hóp rồi hả? Đồ, xong rồi kìa. Đồ, đơn giản. Thôi đừng đi đâu kìa, đi đâu kìa. Ê, cho xuống đi vòng vòng. Đâu hả? Đi vòng vòng. Kìa, coi kìa, nó đi vòng vòng cho xuống cơm kìa. Còn mình còn nhiều mà, còn nghe nghe nhau, tổng. Vô. Gắn qua vòng 2 đi anh vậy. Sao? Gắn qua vòng 2 đi. Vòng 3 rồi, vòng 3 rồi. Gắn qua vòng 3 đi. Vòng 4 tàn. Kiệt nói gì cho thằng Kiên sợ kìa. Gà. Gà. Gà mà tới mày nè. Nó im luôn. Quá đúng, quá đúng. Quéo rồi, quéo rồi. Anh mình giết người nè. Lên, anh dễ vô. Bắt hết luôn nè. 25 giây, gần 25 giây nè mọi người. 26, 27. Hột dầu, hột dầu luôn. Thôi, được. Hột dầu luôn. Cho xuống bụng nè. Chết rồi, chiến thuật lạ trời. Nữa, cậu biết nữa. Còn lâu rồi.
giống luôn kìa, đổi nghề làm vệ sinh đi kìa, đó để anh cho nó bị hóa, nó bị hóa khùng rồi, làm cái người hóa khùng rồi, xong chưa? Ok xong rồi, ok dí chai chơi đi đâu. Ok mọi người, và bây giờ mình sẽ tiếp tục vòng 4. Ok chưa biết đó? Ok 3, 2, 1. Chơi. Uống giùm anh. Ôi anh chiến hạng. Anh biết rồi. Anh đi. Anh chấp nhận bị phóng hạng rồi. Giờ mới có anh đây. Kẹt. Hai anh làm nhiệm vụ này. Trời luôn, mấy đứa hai anh làm nhiệm vụ này tiêu diệt Kiên. Rồi ok. Thôi tôi đi. Bye bye. Vậy mà đỏ tiêu diệt Kiên. Tôi đi vô lại làm MC cho mấy đứa nha mọi người. Rồi xét vô, xét vô. Đó, anh bị lợi rồi đó. Còn 4 đứa. Rồi, Nam, 2 phút. Nè, hay là đi chung anh, hay là đi chung nha. Không, không. Rồi, xong. Đã xong luôn, đúng rồi. Ok mọi người, hết vòng 4 nha. Ok mọi người, hiện tại bây giờ là vòng thứ 5. Đó thì tôi đã bị lội nha. Hiện tại bây giờ còn 4 bạn. Sau khi mà 3 bạn uống xong thì người cuối cùng sẽ có 2 phút nha mọi người. Thì trước khi mà vào vòng 5 thì mình sẽ bắt đầu phỏng vấn từng bạn xem tại như thế nào rồi. Qua đây, qua đây. Ok, hiện tại là bắt đầu vòng thứ 5 thì cưng cảm giác như thế nào Kiệt? Lên bên. Gì rồi, không nghe, chết bà, không nghe luôn rồi, nói gì? 50-50. 50-50 rồi. Nói chung là anh nghĩ là chuẩn bị rồi nha. Hơi gung nha. Sao Kiên? Quá bình thường. Tỉnh nhất đâu này. Anh ăn Kiên rất là tỉnh. Tôi chắc ăn luôn, Kiên rất là bình thường. Hai mặt cho Kiên nói là rất là bình thường đúng không? Ổn định. Rồi, tiếp tục nè. Em thấy dấu hiệu em xíu. Đúng rồi, xanh mặt cũng được. Chấm xíu chấm xíu nữa là không, mình tỉnh nhất mình nói chuyện phải rõ nhất. 60 phút khiên mày. 60 phút khiên mày. Đó, nói chuyện với tao mình tỉnh mà nói chuyện đi. Rồi, nói chung là Nam hơi bị yếu xíu. Rồi bắt đầu tới Minh nè, Minh ngon à. Thích nghi môi trường rồi. Giờ đơn giản. Đơn giản. Thôi luôn, tôi giết thằng Kiên. Ok, mình nói luôn, clip này đại diện Kiên, lộn, đại diện Minh ra chơi Kiên. Ok em. Luôn rồi. Ờ quên, còn kia, trời. Em đúng không? Rồi. Rồi, ba đứa. Rồi, ok, giết Kiên nha. Đó, ba đứa quyết tâm coi. Ba đứa mình quyết tâm giết Kiên. Quyết tâm. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu vô vòng 5 nha mọi người. 3, 2, 1. Bắt đầu. Không, đây thủ Huế nha. Ô chế độ tất sát. Ok, còn hai bạn nha. Người nấu xong là có 2 phút. 2 phút. Rồi, bắt đầu. Trời ơi. 30 giây. Chán nè. Thì từ trước giờ là những cái clip khổng lồ của mình á là đi tới vòng 5 là rất là lâu luôn mọi người. Thôi, giờ tới vòng. Coi. Mày nói sao? Mày hứa với tao là mày cha hồ ganh dĩ mà trời ơi là trời. Không, giờ thôi cho ông Nam qua đi, dừng lại. Anh đại diện hãy đi cân ca chơi chuyện nha. Ok mọi người, hiện tại bây giờ là vòng 6 rồi và còn 3 bạn. Ok, chơi 2 bạn uống xong thì người cuối cùng sẽ có 2 phút. Vô luôn. 3 2 1 chơi. Kỷ lục cho mọi người đó giờ. Ô ô. Từ từ. 2 phút bắt đầu. Càng vô sâu thì càng tiêu diệt mau nha mọi người. Mới 30 giây Kiệt ơi, còn lâu Kiệt. Không, Kiệt chơi được. Rồi ok xong. 43 giây. Rồi tiếp tục vòng 7 nha mọi người. Ok mọi người, hiện tại bây giờ là vòng thứ 7 rồi, nên là ba bạn này vẫn chưa có bạn nào chịu thua hết, nên là mình có tạo ra một cái trò chơi mới đó để cho tìm ra người nào thắng nha mọi người. Thì hiện tại ở dưới đây đang là đây đó, hiện tại đang là một cái thùng nước đá rồi lạnh. Ok ok, thì trò chơi mới này rất là đơn giản. Nhiệm vụ của ba đứa sẽ lấy một cái tay. Ok, tay nào đâu đó, mình sẽ họt xuống đó, đứa nào họt phía đấy đúng không, thì họt xuống ngang cái này thôi, thì người nào mà chịu không nổi đưa lên rồi thua nha, tìm ra người cuối cùng vẫn còn giữ cái tay ở dưới nước đá đó, băng giá. Ok rồi nha, đưa tay lên đó, sẵn tôi bấm thời gian luôn coi sức chịu đựng của mấy đứa bao nhiêu lâu nha mọi người. Anh đếm 3, 2, 1 là họt xuống nha. 3, 2, 1 chơi. Rồi họt xuống, sao xuống không? Ờ đúng rồi đó, đúng rồi, quá chuẩn. Đây cảm xúc của mấy bạn như thế nào? Được kệ, cố gắng, cố gắng. Hiện tại là từ nãy đến giờ vòng thứ 7 rồi, không ai chịu thua hết, nên là mấy đứa nó nói là phải tìm ra trò chơi nào mà phải có người thua mới được chịu mọi người. Được không Kiên?
Một phút. Ok ok đó. Nó phải như bạn này, phải như bạn này. Một khoảng thời gian bây giờ thích nghi rồi. Thích nghi rồi đó. 2 phút. Oh my god. 3 phút. Nhìn hơn. Trời ơi. Oh. Oh my god. Rồi xong ra luôn. Đường kim vô địch. Yeah yeah yeah. Nó không hoàn thành nữa hết mọi người. Rồi, hai bạn coi ai thắng. Đường kim vô địch bữa nay thất hữu. 5 phút 25 giây. Wow. Oh, 57 giây mọi người. Oh my god. Ok mọi người, thì kết quả nãy ba bạn chơi thì cuối cùng bạn Kiệt là người chiến thắng mọi người. Đó, clip này Kiệt chiến thắng. Và tôi muốn, ok không, tôi với Nam nó muốn thử trải nghiệm xem như thế nào. Thì nãy ba đứa nó ngâm tay 5 phút 57 giây. Gần 6 phút là tôi với Nam sẽ bắt đầu thử xem coi được bao nhiêu phút nha. Rồi ba đứa đứng nhìn nha. Rồi xuống nè, 3 2 1 chơi. Năm mươi vàng. Gì trời, ngâm ra thôi. Ok, để tôi thử xem. À, gì trời, 35 giây. Ok mọi người, thì kết quả của clip này thì Kiệt là người vô địch. Đó thì đúng luật thì người thua sẽ bắt đầu phóng hầm. Đó thì bốn tôi thua. Ok, hiện tại bây giờ trời gần tối rồi nhưng mà nhét vô thôi. Đây, lại hầm. Ok mọi người, thì kết quả là bốn đứa tôi thua nên là Kiệt sẽ đứng và đếm cho bốn tôi nhảy. Ok, 3, 2, 1 nhảy. Lên lẹ. Ok mọi người, hiện tại bây giờ là trời cũng tối rồi nên là tôi sẽ kết thúc video tại đây nha mọi người. Thì phần thắng của cái clip này đó chính là Kiệt. Ok, vỗ tay Kiệt cái đây. Vô. Đó, hiện tại bây giờ rất là lạnh mọi người nên là tôi sẽ xin kết thúc video tại đây. Nếu như mọi người thấy video này hay á, hãy để cho lại cho tôi một like và một đăng ký. Đừng quên là mọi người ấn chuông để mà xem những cái video mới nhất của tôi nha. Còn bây giờ, tạm biệt mọi người. Bye. Bye.